Uhm, thay đổi chúng ta làm một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm học 2016-2017 đề như sau viết các phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau B là oxit kim loại để dùng để khử chua đất trồng trọt X là oxit phi kim dùng trong sản xuất nước dài khác có ga và sản xuất soda cái này dễ như vậy mẫu chỗ đây người ta đã cho chúng ta được hai thằng rồi đó cái chất mà đường được khử chua thì nó phải có môi trường 3 giờ bây giờ mà oxit mà có môi trường 3 giờ đây chúng ta hay gặp là thằng nào dạ là CaO đúng rồi còn mà thằng làm nước gọt có ga là thằng nào dạ là CO2 ít đâu ta đúng không như vậy đó là cái môi chốt như vậy đây là CaO thằng này là CO2 như vậy đây là CaCO3 nhiệt phân hai thằng này cộng lại với nhau để tạo thành CaCO3 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 rồi cái đây thì giống như cái hồi nãy đúng không chúng ta đi nhánh trên xong rồi chúng ta sẽ phủ đầu nhánh dưới từ CaO thì bạn lưu ý thầy này từ CaO thì nó có thể tạo thành muối ba giờ rồi được chưa nhưng mà theo thầy thì chúng ta nên chuyển về ba giờ đi về ba giờ đi khá là rộng nếu mà chuyển về muối thì nó hẹp đường đây hơn Do đó đây lựa chọn của thầy là B là CA H2 lần. Ở đây mình tạo ra mũi CA 2 bằng cách tác dụng với HCL. Được chưa? Để tạo ra mũi CA 3 thì trên này có canxi thì dưới này thiếu CO3. Như vậy đây mình chọn Na 2 CO3 đi. Khi đó nó tạo thành CA 3 NaCl cộng được. Tiếp em ơi. đây có CA, thì dưới này thiếu CO3 <laughs> CO3 thiếu CO3 em ơi CO3 mà bạn biết là để tạo ra muối trung hòa này thì ở đây nó sẽ là muối axit NaHCO3 nhiệt phân nhiệt phân thành NaHCO3 CO2 và nước còn bản chất ở đây là gì OH ở đây cái hợp với H để tạo thành nước cộng cac 3 và na 2 c 3 nha. Các kiến nhiều em ơi. Dạ không thầy ơi. Tiếp. Hợp lý không ta? Từ CO2 mà ra nahc 3 thì chúng ta chọn nó là NaOH thế thôi, cộng NaOH ở đây. Các kiến gì không em ơi? Dạ không thầy. Ở đây nó cộng cho ra 2 số 3 và nước nha. Vậy thôi. Vậy. Khẳng định câu này là thuộc câu hỏi về.